Chào các bạn, thì ở clip trước mình có hướng dẫn cho các bạn cách móc cái phần thân gắn vào lục lạc nè, phần đầu của bò cũng như là phần sừng rồi, và cách khâu vào thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn móc cái phần mũi, tạo miệng cũng như là phần tai ha. Ở phần đầu này đầu tiên mình tạo ra 5 mũi móc xích. Thì đối với cái phần mũi á, đây thì đầu tiên các bạn cũng tạo cho mình một nút nè. Móc và kéo len qua vòng tròn, dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút. Sau đó sẽ móc lên cho mình gấp đôi số mũi móc, tức là ta sẽ có được 10 mũi móc xích ha. Nó sẽ gấp đôi so với cái phần đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 và 10. Khi đã có được 10 mũi móc xích như thế này rồi á, thì tiếp tục móc lên một mũi móc xích. Sau đó móc vào 10 chân móc mà mình vừa tạo ở đây. Mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Móc đơn thứ nhất nè. Tiếp tục móc đơn thứ hai cho chân thứ hai. Mũi móc đơn thứ ba. Móc đơn thứ tư. Móc đơn thứ năm. Mũi móc đơn thứ sáu. Móc đơn thứ bảy. Móc đơn thứ tám. Mũi móc đơn thứ 9 và mũi móc đơn thứ 10 cho chân thứ 10. Khi đã có được 10 mũi móc đơn và 10 chân móc xích rồi nè, thì lúc này mình sẽ móc tương tự giống như cái phần đầu ở đây ha. Các cái mũi móc của mình sẽ tương tự. Thì cái chân cuối cùng này ta sẽ móc thêm vào đó 3 mũi nữa, tức là mình sẽ có 4 mũi móc đơn cho cái chân móc cuối cùng ha. Móc đơn thứ 2 nè. Móc đơn thứ 3. Tiếp tục móc đơn thứ tư. Khi có được 4 mũi móc đơn vào chân cuối cùng rồi thì các chân móc bên này mỗi chân sẽ là một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Khi móc lưu ý cũng giấu cho mình sợi len thừa vào trong mũi móc để ta cắt len không phải giấu len nhiều ha. Móc tương tự cho mình cho đến cuối hàng. Mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Khi đã móc được các cái mũi móc đơn cho đến cuối hàng rồi nè, thì giống như cái phần đầu, chân móc cuối cùng này cũng tăng thêm cho mình 3 mũi, tức là mình sẽ có 4 mũi móc tính luôn cả mũi móc đơn đầu tiên ở đây. Móc vào đây cho mình thêm 3 mũi nữa ha. Móc đơn thứ nhất nè. Tiếp tục mũi móc đơn thứ hai và mũi móc đơn thứ ba. Như vậy là mình sẽ hoàn tất được vòng đầu tiên nè. Đối với phần mũi này ta cũng móc sẵn ốc. Thì các bạn sẽ đâm kim cho mình vào cái chân móc đầu tiên của cái hàng móc phía dưới á, thì cũng là chân đầu tiên của hàng móc thứ hai ha. Móc vào đó cho mình hai mũi móc đơn nè. Nó sẽ khác với cái phần mũi ha, là tức là ở đây mình sẽ có hai mũi móc đơn. Các cái chân móc còn lại thì mỗi chân là một mũi móc đơn. Móc đơn thứ hai cho chân thứ hai nè. Móc đơn thứ ba. Móc đơn thứ tư. Mũi móc đơn thứ 5, mũi móc đơn thứ 6, mũi móc đơn thứ 7 và mũi móc đơn thứ 8. Ở đây mình có được 8 mũi móc đơn cho 8 chân móc riêng lẻ nè. Thì đến cái chân móc kế tiếp sẽ là cái chân đầu tiên của cái cụm 4 mũi mà cùng chân phía dưới nè. Thì cái chân đầu tiên cũng như là 3 chân còn lại á, các bạn sẽ móc cho mình mỗi chân là 2 mũi móc đơn. Chân đầu tiên hai mũi móc đơn nè. Tiếp tục chân móc thứ hai hai mũi móc đơn. Chân thứ ba cũng tương tự, hai mũi móc đơn. Tiếp tục chân móc thứ tư hai mũi móc đơn. Như vậy là ta đã móc được vào 4 chân có cùng một chân ở phía dưới nè, mỗi chân có hai mũi móc đơn. Tiếp tục các chân móc kế tiếp thì mỗi chân là một mũi móc đơn, nó giống như cái cạnh ở bên này nè. Thì các bạn cũng có 8 chân ha, mỗi chân là một mũi móc đơn. 1, móc đơn thứ hai nè. Tiếp tục móc đơn thứ ba, móc đơn thứ tư, mũi móc đơn thứ năm, mũi móc đơn thứ sáu cho chân thứ sáu, móc đơn thứ bảy và móc đơn thứ tám. Khi có được 8 mũi móc đơn riêng lẻ ở mỗi chân thì tiếp tục chân kế tiếp mà mình gặp sẽ là cái chân móc
có 3 mũi cung chân ở phía dưới nè. Với cái mũi đầu tiên mà mình gây nên luôn á, thì ở đây các bạn sẽ móc cho mình vào 3 chân, mỗi chân là 2 mũi móc đơn vào cùng một chân móc ha. Chân đầu tiên 2 mũi móc đơn nè. Tiếp tục chân móc thứ hai 2 mũi móc đơn. Chân thứ ba cũng tương tự, 2 mũi móc đơn. Như vậy là mình vừa kết thúc được cái vòng móc thứ hai cho phần mũi. Tính luôn chân đầu tiên của cái vòng thứ hai này. Cái vòng này mình có cái chân đầu tiên này 2 mũi móc đơn nè. Thì hai đầu của mình lúc này nó sẽ có số mũi móc tăng bằng nhau ha. Mỗi bên ta sẽ tăng 4 mũi nè. Và để phân biệt được điểm đầu tiên cho mỗi vòng móc thì các bạn có thể sử dụng cho mình kim đánh dấu hoặc là sợi len mình đánh dấu ở đây để có thể phân biệt được điểm đầu tiên và điểm cuối cùng ha. Vòng móc thứ ba móc vào chân kế tiếp một mũi móc đơn. Sau đó cái chân kế bên á là chân móc thứ hai của hai cái mũi có cùng một chân, ta sẽ móc vào đó 2 mũi móc đơn nè. Khi đã có 2 mũi móc đơn rồi thì các chân còn lại mỗi chân là một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Lúc này mình sẽ có 8 chân ha, mỗi chân các bạn cứ móc cho mình một mũi móc đơn vào mỗi chân móc nè. Tám chân phía dưới mỗi chân được một mũi móc đơn rồi thì cái chân kế tiếp mà mình gặp nè, đây sẽ là hai chân móc có cùng một chân ở phía dưới nè, hai mũi có cùng một chân ở phía dưới, thì cái chân đầu tiên của hai mũi này móc cho mình một mũi móc đơn. Chân thứ hai của hai mũi có cùng một chân thì móc vào hai mũi móc đơn ha. Ta tăng được mũi đầu tiên nè. Hai chân kế tiếp sẽ là hai cái mũi móc có cùng một chân. Hai chân móc của hai mũi có cùng một chân nè, thì cũng làm tương tự cho mình, chân đầu tiên một mũi và chân thứ hai là hai mũi móc đơn ha. Chân thứ hai hai mũi nè. Thì ở đây mình có vẽ ra cho các bạn dễ hiểu hơn ha. Khi ta móc theo chiều từ trái sang phải nè, đây từ trái sang phải như thế này ha. Đây là những cái chân móc có hai mũi móc đơn cùng chân nè, ta có 4 cụm hai mũi móc đơn cùng chân ha. Thì khi các bạn móc theo cái chiều này ha, đây ta sẽ móc theo cái chiều này nè, lúc này mình sẽ gặp hai cái mũi móc có cùng một chân nè, thì chân thứ hai này ta sẽ tăng mũi vào đó ha, tức là cái chân thứ hai này sẽ có hai mũi móc đơn nè. Tiếp tục chân đầu tiên là một mũi này thì chân thứ hai của cái cụm này sẽ là hai mũi móc đơn, tức là tăng cho mình vào cái chân thứ hai ha. Tương tự cho các cái cụm này cũng vậy nè, tăng vào chân thứ hai, cụm cuối cùng cũng vậy, tăng vào chân thứ hai. Thì các bạn cứ móc sáng ốc cho mình như thế này. Mỗi chân móc cứ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Chỉ khi nào mà các bạn gặp cho mình hai cái mũi móc đơn mà có cùng một chân móc phía dưới á. Đây hai cái mũi móc đơn mà có cùng một chân móc nè, thì cái chân thứ hai của hai mũi này luôn luôn móc vào đó hai mũi móc đơn ha. Các cái vòng móc tiếp theo thì mình cũng tăng vào chân thứ hai nè. Đây chân thứ hai ha. Gặp cái mũi móc thứ hai của hai mũi cùng chân thì cứ tăng như vậy cho mình. Hoặc là một số bạn không để ý được mũi móc á, thì có thể đếm cho mình ha, đếm theo mình nè. Chân kế tiếp là một mũi móc đơn nè. Chân bên cạnh sẽ là chân thứ hai của hai mũi có cùng một chân nè ha. Đây là hai mũi có cùng chân thì móc vào chân thứ hai hai mũi móc đơn. Tiếp tục chân kế tiếp một mũi móc đơn. Và cái cụm cuối cùng này ha, ta cũng có cái chân thứ hai này hai mũi móc đơn nè. Như vậy là ở phần bo này, vòng móc thứ ba mình cũng tăng lên được 4 mũi móc và tăng vào chân thứ hai của hai mũi cùng chân ha. Đối với vòng móc thứ ba này, mình sẽ tạo cái phần miệng ở cái đoạn này. Thì các bạn sẽ để ý cho mình nè, lúc này mình sẽ có 8 mũi. Các cái chân kế tiếp này mình sẽ có 8 mũi ở mỗi chân. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8. Thì 8 mũi này mình sẽ tạo cái khoang miệng ở bên dưới. Các bạn móc cho mình vào hai chân đầu tiên. Mỗi chân sẽ là một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Móc đơn thứ nhất cho chân thứ nhất nè. Tiếp tục mũi móc đơn thứ hai cho chân móc thứ hai. Chân móc thứ ba và thứ tư của vòng thứ ba này
mình sẽ chụm lại thành một chân. Thì cách chụm như sau nè: đâm kim vào chân móc thứ ba và kéo len. Khi trên kim được 2 mũi thì đâm kim vào chân thứ tư và kéo len, sau đó kéo qua hết 3 chân trên kim. Thì mình sẽ giảm được 2 mũi phía dưới thành một mũi phía trên ha. Tiếp tục chân móc thứ 5 và thứ 6 cũng chụm lại cho mình thành một chân nè. Kéo qua 3 chân trên kim. Như vậy là 4 mũi ở phía dưới mình chụm lại được thành 2 mũi ha. Ta còn lại 2 chân thì mỗi chân sẽ là một mũi móc đơn. Đây, lúc này 8 mũi phía dưới mình sẽ làm lại được thành 6 mũi ở phía trên. Thì tiếp tục cái cụm bo tròn ở bên này nè, để kết thúc cái vòng móc thứ ba này thì ta cũng có 2 mũi móc có cùng một chân. Thì các bạn cứ để ý cho mình nè, mỗi chân sẽ là một mũi móc đơn. Khi mà ta gặp cái chân móc thứ hai của 2 mũi có cùng chân á, đây là chân thứ nhất nè, thì chân thứ hai các bạn móc vào 2 mũi móc đơn ha. Ta có mũi thứ nhất nè, tiếp tục chân kế bên một mũi móc đơn. Chân bên cạnh sẽ là 2 mũi móc đơn ha, là chân thứ hai của 2 mũi cùng chân á, móc vào 2 mũi móc đơn. Chân kế bên một mũi móc đơn. Chân kế tiếp cũng là chân cuối cùng của cái vòng móc này, cũng là chân thứ hai của 2 mũi cùng chân ha, móc vào 2 mũi móc đơn. Như vậy là mình vừa kết thúc được vòng móc thứ ba. Và ta sẽ tạo được cái độ bo ôm lại phía trong cho cái phần miệng của mình nè. Để móc tiếp cái vòng móc thứ tư, các bạn cũng tương tự làm cho mình nè. Cứ mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Đây thì bắt đầu là cái điểm này ha. Đây là vòng móc thứ tư nè. Chân bên cạnh một mũi móc đơn nè. Khi mà các bạn gặp cái chân thứ hai của 2 mũi có cùng một chân móc phía dưới thì chân thứ hai móc vào 2 mũi móc đơn. Sau đó tiếp tục các cái chân bên cạnh, mỗi chân sẽ là một mũi móc đơn vào mỗi chân móc nè. Đây các bạn cứ móc đều cho mình, mỗi chân sẽ là một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Khi mà ta gặp cái chân móc thứ hai của 2 mũi có cùng chân nè. Đây, 2 mũi này có cùng một chân ha. Thì cái chân móc thứ nhất mình móc một mũi rồi, chân thứ hai sẽ móc vào 2 mũi móc đơn. Móc đơn thứ hai nè. Tiếp tục các chân bên cạnh, mỗi chân là một mũi móc đơn. 1. Móc đơn thứ hai cho chân thứ hai nè. Thì chân kế tiếp mà mình gặp sẽ là chân thứ hai của 2 mũi có cùng chân ở bên dưới thì ta cũng thêm vào đó 2 mũi móc đơn. Chân kế tiếp một mũi móc đơn nè. Thì lúc này mình sẽ bắt đầu móc xoắn ốc tiếp tục ha. Chân thứ hai của 2 mũi có cùng chân nè. Đây 2 mũi có cùng chân nè. Thì chân thứ hai móc vào 2 mũi móc đơn. Tiếp tục mỗi chân làm một mũi móc đơn. Khi gặp chân móc thứ hai của 2 mũi có cùng một chân móc thì móc vào 2 mũi móc đơn. Các chân móc kế tiếp mà mình gặp sẽ là 6 chân móc bo lại ở phần miệng. Thì các bạn sẽ móc cho mình nè, vào 2 chân đầu tiên này, mỗi chân cũng móc một mũi móc đơn ha. Móc cho mình đến 2 cái mũi móc mà mình chụm lại thành một chân nè. Đây là 2 mũi móc chụm lại thành một chân ha. Thì 2 mũi này mình sẽ tiếp tục chụm lại thành một chân nữa. 2 chân kế tiếp nè. 2 chân riêng lẻ này mỗi chân là một mũi móc đơn ha. 1 nè, móc đơn thứ hai cho chân thứ hai. Hai chân móc kế tiếp mà mình gặp sẽ là hai cái chân mà mình chụm lại ở phía dưới á. Thì các bạn sẽ chụm lại cho mình hai chân này. Ta sẽ chụm lại hai chân này và một cái chân ở phía sau của cái mũi thứ hai á. Đây, 1 nè, 2 và cái chân thứ ba ở phía sau ha, chụm lại cho mình thành một chân. Thì ta sẽ tiến hành đâm kim vào chân đầu tiên nè. Tiếp tục chân thứ hai kéo lên và chân mũi móc đơn phía sau kéo lên, sau đó kéo qua 4 chân trên kim thì 3 mũi phía dưới chụm lại thành một mũi phía trên ha. Sau đó sẽ làm tương tự cho mình cho đến cuối hàng, tức là mỗi chân sẽ là một mũi móc đơn vào mỗi chân móc.
Khi mình gặp chân thứ hai của hai mũi móc có cùng chân thì sẽ móc vào đó hai mũi móc đơn. Tiếp tục nè, mỗi chân là một mũi móc đơn. Chân móc thứ hai của hai mũi có cùng chân thì móc vào hai mũi móc đơn. Kế tiếp một mũi móc đơn cho mỗi chân. Chân thứ hai của hai mũi cùng chân thì móc vào hai mũi móc đơn. Đến cái điểm này là cái điểm kết thúc của cái vòng móc này nè. Vòng móc thứ tư ha, lúc này cái phần miệng của mình môi trên nó đã có cái độ bo lại rồi nè. Đây nó đã có cái độ bo nhỏ lại bên trong. Thì bây giờ mình sẽ tạo cái phần môi dưới cho hàng móc tiếp theo là hàng móc thứ năm. Thì bốn hàng móc này ta sẽ có cái độ rộng gần bằng so với cái bề ngang của phần đầu á. Thì hàng móc thứ năm này các bạn cũng tiếp tục tăng mũi cho mình ha. Tức là mình cũng giống như cái hàng móc ở phía dưới nè, tăng mũi vào cái chân móc thứ hai của hai mũi cùng chân. Móc tương tự cho mình cho đến cái phần miệng. Mỗi chân sẽ làm một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Chân thứ hai nè, tăng vào đó một mũi ha, là hai mũi móc đơn vào chân thứ hai. Sau đó tiếp tục các chân còn lại mỗi chân làm một mũi nè. Tăng mũi cho mình vào chân móc thứ hai của hai mũi cùng chân ha, và móc tương tự cho đến phần miệng. Đây, cạnh bên này cũng vậy nè. Chân thứ hai của hai mũi cùng chân móc vào hai mũi móc đơn. Tiếp tục các chân còn lại mỗi chân làm một mũi móc đơn. Thì chân thứ hai móc vào đó hai mũi móc đơn. Chân thứ hai của hai mũi cùng chân ha. Các chân còn lại mỗi chân là một mũi móc đơn. Và tăng mũi vào chân thứ hai của hai mũi cùng chân. Tiếp tục mỗi chân một mũi móc đơn. Và cũng tăng mũi vào chân thứ hai của hai mũi cùng chân nè. Là cái cụm cuối cùng ha. Lúc này cái vòng tròn của mình nó đã có cái độ to ra rồi. Để tạo phần môi trên thì các bạn để ý cho mình nè. Ở đây mình có hai chân móc của hai mũi móc đơn riêng lẻ. Sau đó là mũi chụm ba chân nè và hai cái mũi kế bên này thì ta sẽ tiến hành bỏ qua năm cái chân này ha. Đây tức là ta sẽ bỏ qua năm chân nè. Di chuyển kim đến cái chân móc mà mình móc mũi móc đơn đầu tiên ở đây nè, cái chân móc mà mình móc vào đó á, đây đâm kim từ cái chân móc đó luồn xuống phía dưới và đưa kim đến cái chân móc bên cạnh nè, sau đó móc vào đây một mũi dời. Ở phần miệng mình chừa ra 5 mũi, từ đây các bạn sẽ móc lên cho mình 6 mũi móc xích ha. Tức là nó sẽ hơn cái phần môi trên một mũi. Thì mình sẽ móc lên 6 mũi nè. 2, 3, 4, 5 và 6. Sau đó tiếp tục di chuyển kim đến hai cái chân mũi móc đơn ở phía bên này của cái ba mũi chụm á, thì cũng đâm kim cho mình vào cái chân của mũi thứ nhất, lên chân thứ hai và móc một mũi dời. Sau đó tiếp tục di chuyển kim đến các chân móc còn lại và mình sẽ móc luôn vào chân móc nè. Móc tương tự ha. Tăng mũi vào chân thứ hai của hai mũi cùng chân nè. Đây chân thứ hai của hai mũi cùng chân. Sau đó tiếp tục mỗi chân là một mũi móc đơn. Thì lúc này cái phần môi dưới của mình nó được cái hình thành một đường móc như thế này ha. Để kết thúc cái hàng móc này các bạn cũng móc tương tự cho mình cho đến cuối hàng nè. Cứ mỗi chân móc là một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Khi gặp chân thứ hai của hai mũi cùng chân thì thêm vào hai mũi móc đơn ha. Rồi làm tương tự cho đến cuối hàng.
Khi móc đến cuối hàng thì các bạn để ý cho mình nè. Cuối hàng sẽ là cái chân mũi chụm thứ ba của cái cụm bên này ha. Ta hoàn tất được vòng móc thứ năm nè. Lúc này cái độ rộng của khuôn miệng nó đã bằng với bề ngang của phần đầu rồi. Thì bây giờ cái hàng móc thứ sáu các bạn sẽ móc cho mình mỗi chân là một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Khi gặp chân thứ hai của hai mũi cùng chân thì cũng móc vào đó một mũi thôi ha. Ta sẽ không thêm mũi nè. Các bạn sẽ móc tương tự cho đến cái phần miệng bên dưới. Mỗi chân sẽ là một mũi móc đơn và mình không tăng mũi nữa ha. Ta sẽ móc đều nhau. Sau khi đã móc được các cái mũi móc đơn đều nhau cho đến cái phần môi dưới rồi. Thì ở phần môi dưới mình có 6 mũi móc xích. Các bạn sẽ móc cho mình vào 6 chân móc đó, mỗi chân là một mũi móc đơn. Móc đơn thứ hai cho chân móc xích thứ hai nè. Tiếp tục mũi móc đơn thứ ba. Móc đơn thứ tư cho chân thứ tư. Mũi móc đơn thứ năm. Và mũi móc đơn thứ sáu. Được 6 mũi móc đơn cho cái phần môi dưới vào 6 chân móc xích rồi thì di chuyển kim đến cái phần còn lại bên này và cũng móc tương tự, mỗi chân là một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Các bạn cứ móc đều cho mình cho đến cuối vòng ha. Và không tăng mũi nữa nè. Cứ móc đều mỗi chân là một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Sau khi đã kết thúc được vòng móc thứ sáu, ta có một hàng móc đều nhau nè. Và ở cái phần miệng của mình á, mình sẽ tạo được một cái phần môi dưới chìa ra như thế này. Môi trên thì nó sẽ được khớp vào trong ha. Ta sẽ tạo được một cái khoảng trống để lát nữa mình có thể móc cái phần miệng ở bên trong. Đây, đây là phần môi trên của mình nè. Nó có cái độ cúp lại ở bên trong. Và môi dưới thì nó chìa ra bên ngoài nè. Tạo cái phần miệng như thế này ha. Thì để tiếp tục cái vòng móc kế tiếp là vòng móc thứ bảy á, ta sẽ tiến hành giảm mũi. Các bạn cứ móc cho mình mỗi chân là vào mũi móc đơn là mũi chân móc đơn nè. Móc đơn thứ hai nè, tiếp tục móc đơn thứ ba. Thì cái móc đơn kế tiếp là hai cái mũi móc đơn mà nó thẳng hàng với hai cái mũi cùng chân của cái hàng móc thứ năm á. Đây là hàng móc thứ sáu ha. Thì ở cái hàng móc thứ năm ta có hai cái mũi cùng chân nè. Các bạn sẽ giống thẳng hàng lên cho mình hai cái chân móc thẳng bên đó. Sau đó mình sẽ chụm lại hai chân này thành một chân ha. Thì cái cách chụm nó sẽ như sau. Đâm kim lần lượt vào hai chân móc, sau đó kéo qua ba chân trên kim nè. Ta chụm lại được thành một mũi đầu tiên. Các chân còn lại thì mỗi chân là một mũi móc đơn. Mỗi chân ta cứ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc ha. Khi các bạn gặp hai cái chân móc có cùng một chân ở phía dưới nè, hai cái mũi móc có cùng một chân ở cái hàng thứ năm á, đây là hai mũi có cùng một chân nè, thì giống thẳng hàng lên cho mình hai cái chân móc ở phía trên, sau đó mình sẽ chụm lại hai chân móc phía trên thành một chân ha, kéo qua ba chân nè, thì mình có được cái mũi chụm thứ hai. Tương tự cho các chân móc còn lại, mỗi chân cứ móc một mũi móc đơn và giống thẳng hàng cho mình nè. Vòng móc thứ năm có hai mũi móc có cùng một chân nè, thì giống thẳng hàng lên hai cái chân móc ở hàng thứ sáu ha, và chụm lại hai chân móc này thành một chân. Ta có mũi chụm thứ ba, tiếp tục mỗi chân là một mũi móc đơn, mình sẽ có ba mũi móc đơn cho ba chân và hai chân kế tiếp nó sẽ thẳng hàng với hai mũi cùng chân của vòng thứ năm, cũng chụm lại cho mình hai mũi này thành một chân. Ta có được mũi chụm thứ tư nè, lúc này nó đã có cái độ bo nhỏ lại cho cái phần mũi của mình rồi nè. Thì các bạn cứ móc tương tự cho đến cái phần môi dưới ha.
Mỗi chân là một mũi móc đơn. Ta có 3 mũi móc đơn cho 3 chân. Sau đó hai chân kế tiếp sẽ thẳng hàng với hai cái mũi cùng chân ở phía dưới của vòng móc thứ 5 nè, cũng chụm lại thành một chân. Khi đã móc đến cái chân mũi chụm thứ tư của cái cụm bên này rồi, tức là mình sẽ có được 5 mũi chụm rồi ha. Thì các bạn tiếp tục móc cho mình cho đến 6 chân móc của phần môi dưới. Ta sẽ còn lại một chân móc nè. Đây, thì một chân móc này ta sẽ móc đến 6 chân móc của phần môi dưới. Ở 6 chân móc của phần môi dưới, đây là 6 chân ha. Thì cái chân đầu tiên của phần này các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn vào chân móc đầu tiên. Đây, móc một mũi móc đơn. Chân móc thứ hai và thứ ba chụm lại thành một chân. Tương tự chân móc thứ tư và thứ năm chụm lại thành một chân. Và chân thứ sáu sẽ móc một mũi móc đơn. Sau đó tiếp tục di chuyển kim đến các chân móc của phần còn lại nè. Mỗi chân cứ móc một mũi móc đơn. Khi gặp hai chân móc thẳng hàng với hai mũi cùng chân của vòng thứ năm thì sẽ chụm lại thành một chân nè. Tiếp tục mỗi chân làm một mũi móc đơn. Ta có 3 mũi móc đơn cho 3 chân ha. Sau đó sẽ là hai chân thẳng hàng với hai mũi cùng chân của vòng thứ năm. Cũng chụm lại cho mình hai mũi đó thành một chân nè. Tiếp tục 3 chân, mỗi chân làm một mũi móc đơn. Thì ở các cái chân móc cuối cùng, hai chân móc cuối cùng sẽ là hai chân móc thẳng hàng với hai mũi cùng chân cuối cùng của vòng thứ năm. Cũng chụm lại thành một chân nè. Như vậy là mình vừa kết thúc được vòng móc thứ 7 và tạo cái phần môi dưới như thế này. Và cái phần mũi của mình nó cũng đã có cái độ bo lại. Đây, tạo cái phần môi chì ra như thế này ha. Thì hàng móc thứ 8 mình sẽ tiến hành giảm mũi một lần nữa cho cái phần miệng của mình nó có cái độ bo lại để mình khâu vào phần đầu ha. Khi đưa vào phần đầu nè thì bề ngang của phần mũi nó sẽ rộng hơn so với bề ngang của phần đầu một chút xíu. Thì vòng móc thứ 8 mình sẽ tiến hành giảm mũi. Các bạn cứ móc cho mình mỗi chân làm một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Nó sẽ tương tự giống như cái phần giảm mũi ở cái vòng đầu nè. Thì ta gặp cái chân mũi chụm này thì cái chân mũi chụm này và chân mũi móc đơn trước nó chụm lại thành một chân ha. Móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng. Đây, chụm lại hai mũi thành một chân nè. Chân mũi chụm ha. Các chân còn lại là mỗi chân là một mũi móc đơn. Và làm tương tự cho mình cho đến hết. Khi đã giảm mũi cho cái phần miệng của mình đến cái chân móc cuối cùng rồi thì ở cái chân móc cuối cùng này ta sẽ kết mũi, móc cho mình vào chân móc của mũi móc đơn kế bên này một mũi dời. Móc lên một mũi móc xích, kéo và cắt len. Lưu ý ở đây cắt cho mình một đoạn len dài để mình dùng sợi len này khâu vào trong phần đầu ha. Như vậy là mình vừa hoàn tất được cái form miệng như thế này. Khi đưa cái form miệng này vào trong vòng đầu nè, thì cái vòng móc thứ 8 nó bo lại, nó sẽ giúp mình có cái độ khít để mình khâu vào trong phần đầu ha. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tạo cái lòng đen ở bên trong của miệng. Đây là mặt phải của hàng móc ha. Thì để móc cái lòng đen ở bên trong của phần miệng á, các bạn sẽ tiến hành lật ngược cho mình đưa cái mặt trái của sản phẩm ra ngoài nè. Ở phần môi trên là cái môi mà nó cúp vào bên trong á, ta sẽ có được 5 chân móc của phần môi trên nè. Thì các bạn sẽ móc vào 5 chân móc này ha. Đây là 5 chân nè. 1, 2, 3, 4 và 5. 5 chân này là của phần môi trên ha. Ta sẽ móc vào 5 chân móc này.
Sau đó tiến hành di chuyển kim đến các chân móc của phần môi dưới. Thì lưu ý ở môi dưới các bạn sẽ không móc vào cái chân móc ở phía ngoài, mà ở các cái mũi móc mình sẽ có các cái đường móc ngang nằm ngang nè của cái hàng móc thứ hai á. Hàng móc thứ nhất và hàng móc thứ hai nằm chính giữa, nó sẽ có các cái đường móc ngang nè. Đây là hàng móc đầu tiên nè, thì ta sẽ không móc vào chân móc ha, mà các bạn sẽ móc cho mình vào các cái đường nằm ngang giữa hai cái hàng móc thứ nhất và thứ hai của phần môi dưới nè. Đây ha, các cái chân móc nằm ngang nè, thì mình sẽ móc tương tự cho cái vòng móc này, tức là móc vào năm chân móc của môi trên, sau đó tiếp tục di chuyển kim và móc đến các cái chân móc nằm ngang ở chính giữa của vòng thứ nhất và vòng thứ hai ở môi dưới á. Đây là các cái chân móc nằm ngang nè. Các bạn có thể dùng đầu kim nhỏ để mình kéo cái chân móc này lên phía trên cho dễ móc hơn ha. Kéo cho nó rộng ra nè. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc. Đâm kim cho mình vào chân móc của mũi đầu tiên ở phần môi trên. Thì do mình móc màu đen cho cái tròng ở bên trong cho nên nó hơi khó thấy mũi móc ha. Đưa cho mình xuống phía dưới nè, sau đó kéo len qua chân móc thứ nhất. Móc lên một mũi móc xích. Lần lượt đâm kim vào bốn chân còn lại, mỗi chân là một mũi móc đơn. Chân đầu tiên nè, đâm kim luôn vào chân móc ha, đối với phần môi trên á. Và khi móc dấu sợi len thừa vào trong mũi móc, móc vào một mũi móc đơn đầu tiên nè. Tiếp tục mũi móc đơn thứ hai cho chân thứ hai. Móc đơn thứ ba cho chân thứ ba. Móc đơn thứ tư cho chân móc thứ tư. Và cái chân thứ năm là chân mình móc mũi dời đầu tiên rồi ha, ta sẽ có được 5 chân móc đã móc vào rồi nè. Thì tiếp tục di chuyển kim đến các cái chân móc nằm ngang chính giữa của hai hàng móc ở phần môi dưới nè. Để cái mũi móc của mình nó được dễ dàng hơn thì cứ lấy cho mình cái đầu kim nhỏ ha, sau đó lôi cái mũi móc lên trên cho nó rộng ra nè. Ta tiến hành móc vào đó các cái mũi móc đơn. Tiếp tục chân kế bên cũng vậy nè, cũng móc vào một mũi móc đơn và móc vào cái chân nằm ngang ha. Móc tương tự cho mình cho đến hết. Đây, mỗi chân mình sẽ có một mũi móc đơn vào mỗi chân móc nè, vào các cái chân móc nằm ngang. Tiếp tục chân kế tiếp nè, móc tương tự cho mình cho đến cuối. Mỗi chân cứ móc một mũi móc đơn vào chân nằm ngang. Và để dễ dàng hơn thì có thể dùng đầu kim nhỏ để đẩy cho mình cái mũi móc lên trên ha, để mình móc được dễ dàng hơn. Sau khi đã móc được các cái mũi móc đơn cho đến cuối vòng, thì cuối vòng đâm kim vào chân móc đơn đầu tiên, móc một mũi dời để kết thúc vòng. Sau đó móc lên một mũi móc xích, kéo và cắt len. Cũng cắt cho mình một đoạn len dài ha, để mình dùng đoạn len này khâu vào nè. Lưu ý ở đây khi khâu cái phần miệng ở bên trong này, các bạn có thể khâu cho mình ở hai chân móc song song, khâu từ phải sang trái vào hai chân móc song song với nhau. Hoặc là các bạn có thể khâu theo cái phần ở cái phần đầu mà mình có khâu lại á, tức là mình sẽ luồn kim từ ngoài vào trong từng chân móc cũng được nè. Các bạn luồn kim từ ngoài vào trong chân móc cho hết, sau đó mình sẽ guốc lại ha. Hoặc là có thể đâm kim vào hai chân móc song song để mình khâu phần miệng này. Sau khi đã khâu được phần miệng vào thì mình sẽ có một cái lòng đen ở bên trong của miệng như thế này. Luồn cho mình sợi len vào kim khâu nè. Và để khâu cái phần mũi miệng này vào trong phần đầu á, thì cái phần đầu của mình khi khâu lại nó sẽ nằm nghiêng như thế này ha. Để khâu cái phần mũi này vào trong này thì các bạn sẽ tiến hành canh chỉnh cho mình cái phần hàng móc cuối cùng nó sẽ nằm sát với lại cái lục lạc á. Thì ở đây mình đã khâu được cái phần mũi vào trong phần đầu của bò rồi nè. Để cho các cái mũi móc của mình khi khâu vào nó được canh chỉnh được đều hơn á, thì các bạn có thể sử dụng cho mình kim tâm để mình đánh dấu các cái điểm ở hai cái mũi lại để mình khâu nó không có bị dư mũi ha. Thì khi khâu cái phần mũi vào với phần đầu nó sẽ hoàn tất như thế này ha.
Dùng kim tâm và cố định phần mũi với phần đầu ở hai điểm trên dưới và hai điểm ở bên hông á, thì mình sẽ khâu vào nó không có bị dư mũi nè. Đây, một điểm ở đây ha. Sau đó một điểm ở bên hông này, một điểm ở bên hông này và một điểm ở bên dưới nè. Để khi ta khâu cái phần miệng vào nó sẽ không có bị dư mũi. Khâu đến các cái mũi móc gần cuối cùng rồi thì nhồi gòn cho mình, sau đó mình sẽ canh chỉnh cho cái phần mũi này nó được đầy đặn hơn nè. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn móc phần tai. Thì ở đây mình đã móc sẵn một cái phần tai như thế này, bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc cái phần tai này ha. Đây là cái phần tai của mình nè. Đầu tiên thì sẽ sử dụng màu trắng tạo cho mình một nút, móc và kéo len qua vòng tròn, dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút. Sau đó từ nút này sẽ gây nên 8 mũi móc xích. Ta sẽ có 8 mũi móc xích cho phần tai. 1 2 3 4 5 6 7 và 8. Khi có được 8 mũi móc xích thì tiếp tục móc lên một mũi móc xích nữa và đâm kim vào 8 chân móc, mỗi chân sẽ là một mũi móc đơn ha. Chân móc thứ 8 là một mũi móc đơn. Tiếp tục mũi móc đơn kế tiếp cho chân thứ 7. Chân kế bên cũng móc một mũi móc đơn nè. Ta có được mũi móc đơn thứ 4 nè. Tiếp tục mũi móc đơn thứ 5. Mũi móc đơn thứ 6 cho chân thứ 6. Mũi móc đơn thứ 7 cho chân móc thứ 7. Khi được 7 chân móc, mỗi chân là một mũi móc đơn rồi thì ở chân móc thứ 8 á, các bạn sẽ móc cho mình vào chân thứ 8 này 4 mũi móc đơn cùng một chân móc ha. 1 nè. Tiếp tục móc đơn thứ 2. Móc đơn thứ 3 cho chân thứ 3. Và mũi móc đơn thứ 4. Được 4 mũi móc đơn cho chân cuối cùng rồi thì di chuyển kim đến các chân móc còn lại, tức là mình sẽ còn lại 7 chân móc nè. Mỗi chân sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc và cũng giấu sợi len thừa khi móc. Đây, giấu sợi len thừa vào trong mũi móc. Chân kế bên nè. Thì mình sẽ có 7 chân ha, mỗi chân là một mũi móc đơn. Sau khi đã móc đến cuối vòng, mình tạo được cái form của tai như thế này rồi thì bây giờ mình sẽ tiến hành tăng mũi. Các bạn móc lên cho mình một mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Sợi len thừa của mình khi giấu vào trong mũi móc nè, các bạn sẽ kéo căng sau đó cắt len ở đây ha. Thì cái mũi móc của mình nó sẽ được hoàn chỉnh hơn. Tiếp tục cái vòng móc thứ hai nè. Đâm kim cho mình vào các cái chân móc này, mỗi chân sẽ là một mũi móc đơn vào mỗi chân móc, thì mình sẽ có 7 chân riêng lẻ ha, mỗi chân là một mũi móc đơn nè. Móc đơn thứ nhất, tiếp tục móc đơn thứ hai cho chân móc thứ hai, mũi móc đơn thứ ba cho chân móc thứ ba, móc đơn thứ tư cho chân thứ tư, mũi móc đơn thứ năm cho chân móc thứ năm, tiếp tục mũi móc đơn thứ sáu, mũi móc đơn thứ 7 cho chân móc thứ 7. Khi được 7 mũi móc đơn vào 7 chân móc riêng lẻ với nhau thì cái chân thứ 8 mà mình gặp sẽ là chân móc đầu tiên của cái cụm 4 mũi mà mình móc cùng chân ở phía dưới á. Thì 4 cái chân này ha, chân đầu tiên cũng như là 3 chân còn lại á, mỗi chân sẽ là 2 mũi móc đơn. Chân đầu tiên 2 mũi móc đơn nè. Tiếp tục chân móc thứ 2 2 mũi móc đơn. Chân móc thứ ba cũng tương tự, 2 mũi móc đơn. Chân móc thứ tư cũng 2 mũi móc đơn. Như vậy là mình đã tăng được 4 mũi cho cái cụm này ha. Đây, mỗi chân là 2 mũi móc đơn thì mình sẽ có 4 cụm như thế này.
Và ta còn lại được 7 chân móc. Các bạn sẽ móc cho mình mỗi chân là một mũi móc đơn cho đến cuối hàng. Tức là ta sẽ có được 7 chân ha. Và 7 mũi móc đơn cho 7 chân. Móc đơn thứ 2 nè. Móc đơn thứ 3. Móc đơn thứ 4 cho chân thứ 4. Tiếp tục mũi móc đơn thứ 5. Mũi móc đơn thứ 6. Và mũi móc đơn thứ 7 cho chân cuối cùng. Thì cái phần tay của mình nó đã có cái độ rộng ra rồi. Thì cái vòng móc kế tiếp mình sẽ không tăng mũi nữa. Các bạn sẽ tạo cho mình cái độ bo ở phần màu trắng này ha. Từ đây móc lên cho mình một mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Hàng móc này mình không tăng mũi, mình sẽ móc đều. Thì các bạn sẽ móc cho mình mỗi chân là một mũi móc đơn cho đến cuối hàng. Ở cái cụm mà mình tăng mũi phía trên á, các bạn cũng không tăng ha. Cứ móc cho mình đều, mỗi chân là một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Được 7 mũi móc đơn cho 7 chân rồi nè, thì các cái cụm tăng ở đây mình sẽ không tăng nữa, mà cứ móc đều mỗi chân là một mũi móc đơn. Chân kế bên cũng một mũi móc đơn nè. Chân kế tiếp cũng tương tự ha. Móc tương tự cho mình cho đến cuối hàng. Sau khi đã móc cuối hàng, cái phần tay của mình nó đã có cái độ bo cao lên như thế này rồi. Thì các bạn tiến hành móc lên cho mình một mũi móc xích. Quay ngược đầu móc lại. Hàng móc thứ tư của phần tay màu trắng này cũng móc tương tự giống như hàng móc thứ ba, tức là mỗi chân là một mũi móc đơn và móc cho đến hết ha. Mỗi chân cứ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân nè. Và móc tương tự cho đến hết. Sau khi đã móc đến cuối hàng, kết thúc cái hàng móc thứ tư cho phần tay màu trắng rồi, thì các bạn sẽ tiếp tục móc lên cho mình một mũi móc xích, sau đó kéo và cắt len. Cắt cho mình một đoạn len dài ha, để mình cũng sử dụng cái đoạn len này khâu phần tay vào trong phần đầu. Đối với phần tay này nó sẽ có một cái lồng màu hồng ở bên trong, thì mình sẽ móc trực tiếp luôn vào trong cái phần trắng này ha. Các bạn sẽ thay cho mình cái màu hồng là màu của cái phần mũi á, và mình sẽ bắt đầu khâu từ cái hàng móc này, đâm kim vào chân móc của mũi móc đơn đầu tiên nè, sau đó đưa cái sợi len ra phía sau, kéo len qua chân móc, chừa cho mình một đoạn len hơi dài thôi ha, móc lên một mũi móc xích, sau đó cũng móc vào chân ta vừa móc mũi dời một mũi móc đơn. Tiếp tục di chuyển kim đến các chân móc kế tiếp nè. Mỗi chân là một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Thì ta sẽ có 7 chân móc, mỗi chân là một mũi móc đơn ha. Các bạn cứ móc cho mình 7 chân liên tiếp, mỗi chân là một mũi móc đơn. Mũi móc đơn thứ 2 cho chân thứ 2 nè. Móc đơn thứ 3 cho chân móc thứ 3. Mũi móc đơn thứ 4 cho chân móc thứ 4. Móc đơn thứ 5 cho chân móc thứ 5. Mũi móc đơn thứ 6 cho chân móc thứ 6. Móc đơn thứ 7 cho chân móc thứ 7. Khi đã có được 7 mũi móc đơn vào 7 chân riêng lẻ với nhau rồi, thì ở đây mình sẽ tiến hành chụm mũi. Các bạn sẽ chụm cho mình 2 chân liên tiếp thành một mũi ha. Thì mình sẽ có 4 mũi chụm liên tiếp nè. Thì cái cách chụm nè, đâm kim vào chân móc thứ 8 nè, kéo len, sau đó tiếp tục đâm kim vào chân kế tiếp và kéo len. Sau đó kéo cho mình qua 3 chân trên kim nè. Ta có mũi chụm thứ nhất ha. Mũi chụm thứ hai cũng tương tự, cũng đâm kim lần lượt vào hai chân móc.
đâm kim lần lượt vào hai chân móc nè, chân kế bên kéo len, tiếp tục đâm kim vào chân kế tiếp kéo len, sau đó kéo qua ba chân trên kim, ta được mũi chụm thứ hai. Mũi chụm thứ ba tương tự, đâm kim lần lượt vào hai chân móc. Sau đó kéo len qua ba chân trên kim. Được mũi chụm thứ ba, tiếp tục mũi chụm thứ tư ha, và là mũi chụm cuối cùng. Đâm kim lần lượt vào hai chân móc, sau đó kéo qua ba chân trên kim. Khi đã được 4 mũi chụm liên tiếp thì lúc này mình sẽ còn lại 7 chân móc. Mỗi chân móc các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn ha, móc cho đến cuối hàng. 1 nè, tiếp tục móc đơn thứ 2. Móc đơn thứ 3. Móc đơn thứ 4 cho chân thứ 4. Móc đơn thứ 5. Móc đơn thứ 6. Và mũi móc đơn thứ 7. Kết thúc hàng móc này, tiếp tục móc lên một mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Thì cái hàng móc màu hồng này nó sẽ giúp cho cái phần tay của mình nó có cái độ bo lại nè. Các bạn tiến hành quay ngược đầu móc lại và móc thêm một hàng móc nữa. Ở hàng móc màu hồng thứ hai, ta sẽ móc mỗi chân là một mũi móc đơn. Đây, sợi len thừa của mình giấu vào trong mũi móc như thế này ha. Tiến hành cắt cho mình cái sợi len thừa này nè. Sau đó mình sẽ thêm một hàng móc cho cái phần màu hồng này. Ở hàng móc màu hồng thứ hai thì ta sẽ móc đều. Mỗi chân các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn vào mỗi chân móc và mình sẽ không giảm mũi nữa. Tức là mình sẽ có được tổng cộng là 18 mũi móc đơn ha, cho cái vòng móc này. Các bạn sẽ móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng. Ở các chân móc mũi chụm phía trên nè, cũng móc mỗi chân là một mũi móc đơn ha. Đây, cứ móc tương tự mỗi chân là một mũi móc đơn nè. Chân thứ 8 nè. Mũi móc đơn thứ 9 cho chân móc thứ 9. Móc đơn thứ 10. Móc đơn thứ 11. Và mũi móc đơn thứ 12. Sau đó tiếp tục các chân còn lại, mỗi chân là một mũi móc đơn cho đến hết. Sau khi đã móc đến cuối hàng, mình được hai hàng móc màu hồng để tạo cái phần lòng bên trong ha. Các bạn tiến hành kéo dài sợi len cho mình lên một chút nè. Sau đó mình di chuyển kim đến đầu còn lại bên này, đâm kim cho mình vào cái chân móc đầu tiên. Tiếp tục đâm kim cho mình vào chân móc mà mình vừa kết thúc á, vào cái chân móc ha. Đâm kim vào hai chân song song như thế này, sau đó đưa cái mũi móc, móc một mũi dời vào hai cái chân này. Khi có được mũi dời đầu tiên vào hai chân thì tiếp tục đâm kim vào hai chân móc song song với nhau. Tức là ta sẽ đâm kim vào chân kế bên của cái hàng móc bên này và chân kế tiếp là cái chân đối diện á, nó sẽ là hai chân song song với nhau. Sau đó móc vào hai chân này một mũi dời ha. Đây, móc cho mình vào hai chân này một mũi dời nè. Tương tự, đâm kim vào hai chân kế tiếp nhau và song song với nhau, móc vào một mũi dời. Các bạn sẽ móc lần lượt cho đến cuối hàng. Ta sẽ đâm kim lần lượt vào hai chân móc song song với nhau. Sau đó móc vào một mũi dời. Sau khi đã móc đến cuối hàng, dời cho mình các cái mũi móc rồi thì móc lên một mũi móc xích, kéo và cắt len. Giấu cho mình sợi len thừa vào trong mũi móc cũng được ha. Ở đây mình không giấu vào cũng được nè, thì nó sẽ nằm ở mặt trong á. Ở đây mình sử dụng một đầu kim, các bạn sẽ tiến hành lật cho mình cái mặt phải ra phía ngoài ha,
một cái đầu kim tròn như thế này. Sau đó mình sẽ đẩy cái phần đẩy cái mặt phải ra ngoài á. Canh chỉnh cho mình các cái mũi móc cho nó đều lại nè. Thì mình sẽ hoàn thành được cái mặt tay như thế này. Lưu ý ở đây khi khâu cái mặt tay các bạn sẽ gấp đôi cho mình cái phần tay này lại. Ta có cái sợi len thừa màu trắng dài như thế này nè. Các bạn sẽ gấp đôi cho mình cái phần tay này lại. Sau đó mình sẽ khâu cái phần tay này vào trong phần đầu của bò ha. Các bạn sẽ khâu phần sừng ở bên trên và phần tay ở sát cái phần sừng á. Đây, và khâu tương tự cho phần đối diện ha. Ở đây mình đã khâu được hoàn tất phần tai và phần sừng vào trong đầu của bò rồi. Thì các bạn sẽ sử dụng kim khâu len và khâu cho mình hai cái phần mũi như thế này. Sử dụng màu đen, sau đó vòng cho mình 3 đường móc hoặc là 4 đường móc vào hai chân móc thẳng hàng nè, để tạo cái độ dày cho phần mũi và tạo thêm một đường ở bên trên. Sau đó sẽ luồn cho mình luôn sợi len lên phía trên nè. Khi ta đã đính được mắt rồi thì tiến hành tạo hai chân mày. Đối với cái phần bờm ở bên trên á, các bạn sẽ sử dụng cho mình một bộ làm cục bông nè, size nhỏ nhất, và mình tạo một cục bông tương tự như thế này và gắn lên trên ha. Phần thân mà mình bao ôm lại cái phần lục lạc á, các bạn sẽ tạo cho mình hai cái phần đốm. Thì cái phần đốm này các bạn sẽ tạo cho mình một vòng tròn với 13 mũi kép đơn hoặc là 14 mũi kép đơn đều được. Sau đó mình sẽ đính cố định lên cái phần thân này để tạo đốm cho bò của mình ha. Như vậy là mình vừa hướng dẫn xong cho các bạn cách móc một cái mẫu lục lạc hình con bò sữa như thế này. Chúc các bạn thành công!